Chào mừng các bác đã quay trở lại với shop Linh Bống. Thì hôm nay shop xin chiên các bác bằng một cái clip giới thiệu về cái mẹt bẫy chè và mẹt bẫy bìm bìm này. Và các bác nhanh tay khi các bác xem được cái video là clip này, các bác alo trực tiếp tới shop qua hai cái đầu số điện thoại này đặt hàng với một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi nha các bác nhé. Đây, hai cái đầu số điện thoại này luôn có người túc trực, mong là các bác hãy nhấn tạm dừng khi các bác muốn xem tiếp xem cái sản phẩm này như thế nào, để lấy cái thông tin khi các bác muốn mua hàng qua hai cái đầu số điện thoại này. Đây các bác nhé. Và shop vì sao shop nói là chiên, thì thực ra là shop bán hàng cũng không phải là mới bán, mà là một cái thời gian lâu dài rồi. Rất cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua, và mong rằng được sự ủng hộ của các bác nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Nên shop muốn chiên các hàng, muốn cảm ơn tất cả các bác khi các bác đã ủng hộ shop. Không những về mặt hàng, đây là cái chiếc mẹt bẫy chè này, không những về mẹt bẫy chè, mẹt bẫy bịp, thì các bác có xem được video này, các bác muốn tư vấn thêm về cái sản phẩm nào đấy, và các bác đã mua hàng của shop rồi, thì alo trực tiếp tới shop để đặt hàng, để nhận được giá cực kỳ là ưu đãi nhé, cực kỳ là rẻ nhé. Đấy. Còn đây là một cái chiếc mẹt bẫy chè với cái kích thước và hình dạng như thế này. Mẹt chè này thì được làm bằng chất liệu bằng thép nhé các bác nhé. Chỉ riêng có cái chân mà các bác để giữ chân cái bẹ mẹt này khi các bác bẫy ấy, thì nó bằng inox thôi. Đây, cái này bằng inox này. Còn tất cả khung thép, cái khung của cái mẹt này đều làm bằng thép nhé các bác nhé. Thép liền khối nguyên khối. Đấy. Còn đây là cái phần cầu tử của nó này. Đấy. Các bác bẫy một cái chiếc mẹt như thế này, sử dụng nó không khác thì cái mẹt bẫy bịp hoặc là mẹt bẫy chim săn cả. Nó chỉ có khác về kích thước, khi các bác bẫy một con mẹt chè hoặc là con đa đa thì cái kích thước nó nhỏ hơn, nên là cái phần lưới này nó cũng phải thiết kế nhỏ hơn. Đấy. Không thì bẫy bằng những cái kia cũng được thôi. Thế nhưng với điều kiện là các bác phải thay cái lưới đi nhé. Chẳng hạn như một cái chiếc mẹt bìm bìm như thế này, các bác muốn tận dụng để bẫy đa đa hoặc là bẫy chè chẳng hạn như thế, thì các bác thay cho em cái lưới này đi nhé. Hoặc các bác gia cố làm sao là cái lưới này, cái mắt nó nhỏ lại, mắt lưới này nhỏ lại, không thì những cái con chè, con đa đa nó sẽ bị lọt qua đây mất khi các bác đánh. Còn cái mẹt này các bác có thể tận dụng bẫy được rất nhiều thứ, chè đa đa, bìm bìm, cuốc, gà đồng. Đấy. Các bác đều có thể sử dụng một chiếc mẹt đa năng như thế này để đánh bẫy nhé. Đấy, các bác chỉ cần thay đổi về cái chất lượng lưới là ok. Đấy. Còn nếu không thì các bác muốn nó riêng rẽ ra, các bác không muốn cầu kỳ khi phải thay đổi lưới, thì các bác đặt thêm cho mình một cái chiếc mẹt chè hoặc mẹt đa đa như thế này. Đây. Kích thước của nó với cái chiều dài, đây là với cái tổng số chiều rộng là khoảng 25 phân các bác nhé. Cái chiều dài này khoảng 45 phân. Đấy. Và cái quan trọng cái phần cầu tử đấy rất chi là rộng. Đấy, cái phần mà nhớm con mồi này. Và khi các bác đặt mồi vào đây thì tất cả con mồi sẽ bị sập bẫy khi nó động đến cái phần cầu tử, phần vuông vuông này. Và cái phần này được thiết kế rất chi là rộng. Đấy. Tạo hiệu quả khi các bác đánh mồi, đánh chim. Đấy. Và cái phần lò xo này cũng là cực kỳ là quan trọng đây. Phần lò xo này từ trước đến nay vẫn là cái phần điểm nhấn mạnh nhất của những cái chiếc mẹt bì bẫy như thế này. Đấy. Lò xo này làm rất chắc chắn nha các bác nhé. Như những cái chiếc mẹt bì hoặc mẹt chim săn thì phải cần với cái chất liệu lò xo rất chi là to, nó cần cái sự sập mạnh. Thế còn cái này thì là do về cái kích thước của nó, cái hình dáng của nó nhỏ, nên là cái lò xo cũng phải đi ăn liền khớp với cái mẹt này, nên là cái kích thước của cái lò xo là cũng sẽ nhỏ hơn những cái chiếc mẹt bìm bìm. Chẳng hạn như là cái mẹt bìm nó được làm từ sắt 2,5 ly chẳng hạn, 2,8. Cái mẹt chim săn làm từ cái lò xo khoảng 3,2 ly. Thì cái lò xo của cái mẹt chè này nó sẽ được làm từ cái sắt mà 2,2 ly các bác nhé. Đấy. Các bác yên tâm về cái độ chắc chắn của nó. Và sắt này đều là sắt lò xo. Khi các bác trong quá trình sử dụng mà chẳng may nó bị méo chẳng hạn, bị méo trong quá trình sử dụng, nó bị biến dạng đi, các bác có thể tự làm sao mà điều chỉnh lại nó, mà không sợ bị nó bị gãy, không bị gãy cái sắt này. Bởi vì sắt này là sắt 100% lò xo, các bác yên tâm. Em bảo hành cho các bác là đây là sắt lò xo. Đấy, các bác có thể uốn nắn theo ý mình thích. Đấy. Bác muốn nó cong hoặc thẳng ra thì các bác có thể tự làm được.
Đấy. Còn đây là shop xin giới thiệu với các bác về cái mẹt chè này. Còn đây là cái chiếc mẹt bình bịp bằng inox, 100% bằng inox, tất cả đều bằng inox nhá. Đấy. Đó, kích thước thì nó to hơn cái mẹt chè kia. À, tổng chiều rộng của nó là khoảng bao nhiêu nhỉ? Chiều rộng là 40, chiều dài này là 60. Đấy. Chất liệu là bằng inox. Còn cái sắt lò xo này là sắt 2,5 ly các bác nhá. Các bác muốn đặt nó to hơn thì các bác alo trực tiếp với shop. Shop sẽ đặt hàng theo yêu cầu. Đấy. Và những cái chiếc lò xo như thế này thì shop cũng bán riêng cho bác nào mà có nhu cầu mà mua về và tự làm, tự thiết kế cho mình một cái chiếc mẹt như thế này. Thì shop cũng có bán lò xo các bác nhá. Các bác alo trực tiếp với shop để biết giá. Bởi vì giá nhiều khi nó thay đổi theo thời gian. Hôm nay có thể là 500 nhưng ngày mai có thể là 450, cũng chưa biết được như thế nào, thị trường nó lên xuống bất ổn. Cho nên là đảm bảo quyền lợi của các bác, khi các bác mua hàng các bác cứ vui lòng alo trực tiếp với shop giúp shop nhé. Và mỗi một cái chiếc mẹt bìm bìm như thế này thì shop đều kèm tặng các bác một quả chuông đồng. Đây. Đồng 100% nha các bác nhé. Mua bình thường các bác mua ngoài phải 40.000 một quả đấy. Thế nhưng mà khi các bác mua cùng một chiếc mẹt bịp như này thì shop xin gửi tặng các bác một cái chiếc chuông đồng như thế này. Đấy. Và lưới này thì shop cũng bán riêng. Khi các bác sử dụng một cái chiếc mẹt như này, các bác mua một cái chiếc mẹt bịp vẫy như thế này thì các bác có thể dụng được trong rất nhiều năm, thời gian sử dụng rất chi là lâu dài. Như chẳng hạn như cái chất inox của cái mẹt bịp này thì nó không han không dỉ. Các bác có thể sử dụng hết năm này qua năm khác, hết vụ này qua vụ khác, không lo bị hỏng. Thế nhưng về cái phần lưới này thì có thể là khi dính mưa, dùng lâu năm nó sẽ bị mủn và bị rách đi. Đấy, trong những trường hợp bất cẩn thì các bác nào muốn thay cái lưới này thì các bác alo tới shop nhé. Shop cũng bán riêng hết tất cả các loại lưới này. Đấy. Mong rằng được sự ủng hộ các bác, khi các bác xem video cảm thấy bổ ích và thấy hay thì cho shop một dấu chấm hỏi ở dưới bài comment và ấn thích chia sẻ giúp shop nha. Rồi, shop xin kết thúc video ở lại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.